trên xuống dưới các xem đấy. Cái tay đằng sau này hơi đuối này. Và chỗ này nó cũng chưa được đẹp lắm, thì đằng một lấy cái nách này thì nó hợp lý hơn, ăn vào đây luôn đấy. Thì đang tính tiếp cái tay này, ngọn đây thì sau giật một cái lên ở đây, hoặc cái này sẽ bẻ sang ngang ra đây và một cái làm bông thấp ở đây, tay này đây đang phân chia ở đây này thì mới bấm thấp một tí, bấm thấp vào một tí nữa. Nhưng mà thôi để nó to chút, thấp một tí. Cái này đang ngôi to này, giật vào những cái bông đây nhìn nó làng đây cũng vậy, này sẽ chia những cái bông ở đây, bên này cũng vậy, đang ngôi thả này. Tay này cũng vậy đấy. Đây. Mặt này là mặt chính đây, rất là nở, rất là u. Rễ cám này sau chỉ để nuôi thôi, sau thì lọc nó hết đi mà. Các bác nhìn bây giờ nó hơi rối những cái này, sau em sẽ bỏ đi, chỉ lấy một số thôi. Đang cần nó khỏe mà. Đất hơi cằn, mới em nhập về không ạ? Đất hơi cằn. Đất hơi cằn, để thay đất thôi. Thay đất. Đất không có gì. Cây nó hơi vàng vọt. Đấy các bạn. Nuôi cái này thật to nha, nó xứng với cái bên này này. Đến đây này, xong cắt phát ở đây này. Làm cút đây lại giật bông rồi này. Đấy. Rồi. Và con làng rất tương lai. Con này cao này. Đây. Hoàn thiện có khi chỉ tầm 20 phân thôi. Và cái bông lên trên này cũng tầm 20 phân. Rồi, xin cảm ơn các bác. Thôi gì có bí mật. Rồi các bác, mấy hôm nay Hà Nội mưa quá. Mưa khoái các bạn. Mưa này cây cối rất là sướng. Đó, cũng thứ hai là không phải tưới. Đấy, cây cối rất là xanh tốt và ông ngấm dinh dưỡng rất là nhanh. Đấy, sướng nhất là không phải tưới các bạn. Đấy, thì quay trở lại với một loạt cái xanh mới vàng. Dạo này đang ngấm cái phong cách của dân phố cổ các bác. Nhà mình cũng chật chội, trời cũng hay. Với thứ hai là tất nhiên những cái phong cách cũ em vẫn rất là thích, nhưng mà chỉ phù hợp với ở quê thôi, đất rộng, cây có quả. Còn vì sao chưa xanh là có những cái lợi thế là nó là một cái dòng cây rất khỏe, sống rất là mãnh nhiệt và truyền thọ, bệ rễ cho đến tay tán các thứ nó đều rất là hợp lý cho chơi bonsai, dù trên cạn hay dưới nước, sống trên đá hay là thậm chí là cả không khí nó cũng sống được. Đấy, đục điệu tạo tác vô tư, không sợ là các cụ ra đi. Đấy, nên là rất là sướng, chơi phù hợp với mọi môi trường, kể cả chung cư lẫn đất, tất nhiên là đất cát vườn tược thì rất là vui rồi, nhưng mà chung cư nước chơi nó cũng khỏe. Đấy, quay trở lại với con này thì lại một con quê lùn làng ba vai, hiện tại đang có ba vai rồi, đang hot ba vai làng lùn các bạn. Đấy thì nó cũng gần giống cái cây mà em vừa mới cắt, nhưng mà nó to hơn một chút và cái hoành nó rõ ràng hơn một chút. Đấy, tay cành với bệ rễ nó gớm ghiếc hơn. Cái mặt này của nó thì khá là hay. Cái mặt sau thì nó không được như này, nhưng mà cũng không đến nỗi nào, không đến nỗi nào. Đang nuôi thả trên sùng xốp đây. Đấy, hơi siêu một chút. Đấy, bệ rễ nó cũng không được như mặt trước, nhưng mà nó cũng không phải là không có đâu, không ghê gớm đấy. Đấy thì dự kiến là cũng sẽ làm như cây kia, bông nhỏ trên này và bên này thì do vì cây này nó hơi siêu phía này nên là muốn đổ hoành phía này hơn một chút. Cái này chỉ những cái bóng giật lại thôi, ngắn thôi. Đấy thì đang tính những cành nào cắt được thì có thể cắt luôn để khoe các bác, thể các bác nhá. Cái thôi, chiến thôi. Chiến em này thì
mới được cắt một lần cho nên là giờ thu lại thì hơi khó, vặt đi một chút để các bác nhìn rõ thôi. Cành này cũng chưa cắt được, ngả xuống chút nữa cho nó giống làng. Đấy, thì nó cũng chưa đủ to để làm. Bác xem quay cái video mà nó cứ tốt ôm lại khó. Tính con nào là thân chính. Và xem nào, đây này. Đây là chính. Đang chiến thì lại có điện thoại. À, chỗ này nan giải. Không thích chỗ này lắm. Không thích chỗ này lắm. Thụt vào tí nữa. Được chưa? À, nhiều ấy quá, nhiều mắt quá. Đó thì bỏ đi một cái thôi. Đây, không tụm đây, nó thấy bố mẹ ở đây, nó xuống đây này.
mẹ mày lại bận thêm đấy. Vừa mới hết buổi sáng xong, cho chị dự chi ăn xong rồi nó lôn đây dọn xong. Bố về lại bắt đầu chưa? Nào không cung đúc mà bố đâu, đang làm này. Đây này, bác này. Đây, bác trước bác định nuôi cái này làm ngọn này. Đấy, cái đoạn này này. Đấy, nhưng mà em đang tính lấy cái này này. Đấy, cái này, cái đoạn này nó lên hơi xa một tí, không lấy được. Mượn thân này xong làm ngọn. Cắt đi. Cắt đi. Để gách nó lên một chút cho các bác nhìn cho nó rõ. Nào, không vào đây chơi. Phen. Nhìn dễ, phen sai. Vệ sinh sạch sẽ cho các bác nhìn cái này xuống cắt lên đây, hoặc là có thể lấy cái này, hoặc là có thể lấy cái này, cái này hơi xa nhưng được, phù hợp này, cắt lên đây nhưng mà chưa cắt được các bác. Thêm một tí nữa từ giờ đến Tết là thì cắt được.
dậy đứng dậy khoe cho các bác thôi.